cho tất cả các bạn nha. Mình có tiếp một đàn mèo anh ngắn màu xám xanh. Xem nào. Hôm nay đẻ con mèo nhà mình quên mất rồi. Hình như là hôm 17. Chín được 2-3 hôm. Đây. Bé này. Đây, đàn mèo được đàn mèo 3 ngày của mình đây. Không, không ăn. Các bé đều rất bám nhà. Các bé đang uống sữa mẹ này. Mẹ đang chăm các em trông tía rất khéo. Ở đàn này có 5 bé này, 5 em. Ở hôm trước mình cũng phải cho các bạn xem đó. Là 5 bé này được 3 bé xám xanh, 2 bé bobby color. Đó. Chọn bé khó khỉnh lắm nha. Em mày đi đâu đây? Em mày đi tìm bố mẹ. Bụng no chưa à? Bụng cũng hơi no sữa rồi. Bông đi xuống. Bông. Ưa. Tự nhiên cái con bông này lật dậy đi lên. Ok kìa. Con này đi xuống mà. Vớ vẩn nhà. Mẹ con mèo người ta đang ở đây cứ đi lên. Nhờ làm cho mèo mẹ bất an. Nha. Mẹ chăm con, mẹ chăm các em cũng khéo nha. Nha, mẹ chăm các em khéo nha. Mẹ này sau khi chăm con chắc chắn sẽ bị gầy đi. Giống bé mèo kia. Xong rồi gần lại béo lên thôi. Nha. Thôi quay một chút vậy thôi. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye.